À, chờ mọi người vô đông đông được nhiêu rồi ta? À, 5.000 mấy rồi hả? Mấy tháng trời rồi, từ bữa mùng 9 Tết tới giờ là không có đi diễn gì hết trơn. Rồi xuống làm nông, bữa nay đen rồi, đen thui rồi. Nhưng mà xuống đây cảm thấy rất là thoải mái. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Hello Minh Dự, Trần Thanh Huỳnh, Trang Phạm, Đặng Thanh Vân. Hello em, hớt tóc lại chưa? Đồng Tịnh. À, có con chó lé này nè, chó lé. Chó lé run, chó lé run. Nguyễn Ngọc Tiến, Lucy Phạm, Đồng Ly. Cảm ơn Vân nha, chúc em công việc tốt đẹp nha em. Quốc Văn Lê, Hạnh An An, chà lâu quá rồi. Minh Long Bùi, khỏe không con? Edwin Nguyễn, Hoài Nam, Tuấn Nguyễn, đó mẹ con vô rồi đó Tiền ơi. Đang tính lấy cái loa xuống để hát tặng mọi người, nhưng mà bây giờ trước khi mà hát thì phải nhờ mấy đứa em nó lấy loa đồ này nọ xuống, mà cũng không biết mở làm sao rồi để hát nữa. Rất là nhớ mọi người, rất là nhớ khán giả. Lâu lắm rồi không có đi diễn, mấy tháng rồi còn không gặp quý vị trên truyền hình là cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà vẫn gặp quý vị ở trên truyền hình với mì Hảo Hảo. Rồi sau này quý vị sẽ gặp lên trong những chương trình thiện nguyện của Nutifood. Hy vọng là sẽ gặp được quý vị. Hello Hoàng Ân, Sunflower, Teresa, Amile, Mile, Bảo Lê, Xuân Nguyễn, Nhật Kim Anh. Hello Nhật Kim Anh, anh bốn bên đây đen gì lắm rồi, buồn ghê luôn, nhưng mà không sao, nói chung là nắng nó ăn anh một chút thôi. Nguyễn Văn Ngọc, Huy Gia, Holin Đông Huỳnh, Mai Xuân, Mai Tommy, Trần Bá Nhân. Có thời gian đâu mà đi cắt tóc, với lại cũng đâu có ấy đâu. Trời ơi, bây giờ đây nói tới cái vụ cắt tóc em buồn quá. Những người còn lại cho em chào từ từ nha. Nói chung là bữa nay á, là có nhiều cái nó cũng vui trong lòng. Và sau cái thời gian mà quý vị quan tâm gửi tin nhắn hỏi thăm rồi comment ở trong một cái hình, thì bữa nay tự bóc phốt mình luôn. Là bữa hôm đó, hôm qua là bớt cái hình lên á, là có nói chung là em có Photoshop nhẹ thôi nha, nhẹ Photoshop rất là nhẹ, không có nặng. Gió Ngọc Tân, hello, chào Bách Đạt nha, chào Châu Kiệt. Em ở đây, ở trong đền này là hiện tại bây giờ là đang đóng cửa và lên ở trong đền suốt mấy tháng nay rồi. Nói chung là cũng phụ công việc ở trong đền. Phải chi mà gặp em nói tới cái vụ tóc nè, anh nói luôn với Vân nè, anh khổ tâm lắm Vân ơi. Đây nè, bữa hôm đó cái này ra nó dài dữ lắm, anh mượn cái tông đơ anh ủi nhẹ 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 nhẹ. Thì có một thằng em nó cũng ở trong đền nè đó, nó nói là nó làm được đó, nó sẽ làm đẹp cho, cắt lại cho thế này đó, nó tỉa cho, nó làm một phát tới đây luôn nè. Trời ơi, nó làm cái bát của em nè, đây lên tới trên này luôn, thảm sầu không đó, nó chơi lùng lên tới đây mà bây giờ chưa đi cắt tóc được, phải kê lại đây. Nó chơi lên bên này thì nó chơi có khúc tới đây thôi,
bên này nó đưa lên một cái là lên tới màn tang luôn rồi. Nói chung là có rất là nhiều cái mà mình không có tự mình mần được á, thế như nhờ người ta, nhờ người ta muốn mần sao người ta mần đây. Đó, đây, đây là phần tóc nha. Khổ ông Vân ơi. Nói chung là giờ anh muốn đang hơi buồn về cái vụ tóc. Mà hổm rày thì thấy mọi người buôn bán online ở trên mạng, thì sau cái thời gian mà ở đây thì Linh cũng nghĩ là mình chưa có đi hát được, thì cũng muốn giới thiệu đến quý vị để mình cũng tập bán online á. Mà nghe cái chữ này quý vị đừng bỏ đi nha, mới 6.500 á, đừng bỏ em đi nha, phải chia sẻ cho em nhiều để cho em bán, bởi vì hàng rất là nhiều mà đây á là em tự làm ra và cái giá cả thì nó cũng hợp lý và free ship trong vòng là khoảng chừng tầm từ đây ra tới Đà Nẵng, còn nếu mà quen biết thì free ship luôn tới Hà Nội. Hàng nhiều lắm, cho nên là quý vị chia sẻ cho Linh nha, để Linh bán hàng kiếm tiền để sống qua ngày. Nói chung là thấy mọi người buôn bán được mình cũng rất là mừng, và cái quan trọng là mọi người biết giữ gìn sức khỏe để mà chúng ta cùng chung tay để chống cái cơn dịch bệnh này, và hy vọng là mọi người sẽ làm tốt những cái điều mà cho bản thân mình, cho người thân của mình và cho xã hội. Linh thì mấy tháng nay Linh cũng không có đi đâu hết trơn, thành thử ra là nghĩ là thôi nên bán online để kiếm đồng ra đồng vô thu nhập, để kiếm cơm, kiếm cá khô. Và hàng này là quý vị đảm bảo yên tâm nhé, yên tâm là quý vị cứ đặt hàng là em sẽ gửi free ship cho quý vị luôn. Từ đây tới Đà Nẵng là chắc chắn là free ship rồi, còn từ đây tới Hà Nội thì từ Sài Gòn tới Hà Nội thì có lẽ là chỉ những người quen thôi, còn nếu mà những người mà lạ lạ thì hỗ trợ giùm cái tiền ship. Đây là quý vị yên tâm sử dụng cái sản phẩm của mình, bởi sản phẩm của mình là do chính tay mình tự làm ra, cho nên là quý vị cứ yên tâm. Giá cả thì nó hơi căng chút, bởi vì sau mấy tháng trời suy nghĩ rồi làm việc đồ này nọ đó, cho nên là giá cả thì nó có hơi căng một chút xíu, nhưng mà Linh nghĩ là quý vị ủng hộ được, cho nên là Linh mới livestream. Và rồi chốt đơn hàng luôn hả? Chốt đơn hàng luôn nè, ghi giùm đi nhé, để coi thử bao nhiêu người đặt hàng. Nói chung là nếu mà quý vị đặt hàng nhiều á thì Linh cũng chỉ có mức độ thôi à, đặt nhiều thì nói nhiều thì nhiều thiệt, nhưng mà nếu mà đặt nhiều quá thì Linh cũng không có đáp ứng kịp đâu, tại vì cũng lớn tuổi rồi cho nên là làm cũng không kịp. Nói chung là món hàng thì nó cũng hơi cao giá chút xíu, mà nếu mà quý vị mua thì đặt hàng thì tùy đi, nói chung là cũng tùy nha quý vị, nhưng mà nó hơi cao chút xíu. Và đây là cái món hàng mà em gửi đến quý vị đây. Dạ dạ, nó nhiều lắm, nó có nhiêu đây nè, đó, nói chung nó có nhiêu đây. Em bán 5.000 ớt, 5.000 tiền ớt, free ship 1.000 cây số, gửi ra tới Hà Nội là phụ ship giùm em 5.000.
để coi nhiều được nhiều trái rồi không đi.